Nói đến chất lượng camera trên điện thoại thì rất nhiều người thường đánh giá rằng camera trên iPhone cho ra một cái chất lượng hình ảnh là chân thực này, sắc nét và có màu sắc đẹp hơn so với cả camera trên những điện thoại Android khác. Cá nhân mình làm trong lĩnh vực quay dựng media thì thấy là gần như tất cả các anh em khi mà muốn quay phim, chụp hình thật đẹp trên điện thoại thì đều lựa chọn iPhone hết. Apple thì đã làm camera tốt không chỉ ở những đời iPhone mới ra mắt trong những năm gần đây, mà họ đã duy trì cái truyền thống này từ ngày xưa rồi. Trên những cái đời iPhone rất là cũ, ví dụ như là iPhone 6S này chẳng hạn. Đây là một chiếc máy đã cổ rồi nhưng mà mình vẫn thỉnh thoảng lôi nó ra nghịch ngợm. Đương nhiên là nếu mà so sánh với một chiếc iPhone hiện đại như là iPhone 14 Pro ở đây thì iPhone 6S sẽ thua kém về mọi mặt, từ phần cứng cho đến phần mềm. Thế nhưng khi mình thử quay video và chụp hình trên chiếc iPhone 6S này thì mình mới nhận thấy là Apple đã làm tốt đến thế nào. Và ngoài ra thì còn một số khía cạnh trong hình ảnh quay chụp từ chiếc iPhone 6S mà mình lại thích hơn rất nhiều so với cả hình ảnh quay chụp trên chiếc iPhone 14 Pro. Chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh và video trên hai chiếc máy này nhé. Trước tiên thì nếu như các bạn đang muốn mua iPhone thì đừng quên tham khảo ClickBuy, chuỗi hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam. Dù là hàng mới, chính hãng nguyên siêu hay là hàng đã qua sử dụng thì ClickBuy đều có hết, tha hồ cho các bạn lựa chọn để phù hợp với ngân sách. Ngoài ra nếu như các bạn cũng hứng thú với iPhone 16 Series thì hãy tham khảo mức giá tại ClickBuy nhé. Mua iPhone 16 Series tại ClickBuy, các bạn sẽ được tặng kèm gói bảo hành 1-1 và sửa chữa rơi vỡ vào nước trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó thì còn thu cũ đổi mới trợ giá 2 triệu đồng và ưu đãi khi thanh toán qua một số ngân hàng nhất định. Chi tiết thì mời các bạn bấm vào đường link mình để sẵn ở bên dưới phần bình luận nhé. Và đó là iPhone 6S đối đầu với iPhone 14 Pro. Mặc dù rõ ràng về mặt phần cứng thì iPhone 14 Pro hơn hẳn, và cả về mặt phần mềm thì iPhone 14 Pro cũng sở hữu nhiều công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại hơn. Thế nhưng mà hình ảnh cho ra trên cái chiếc iPhone 6S lại khiến cho mình cảm thấy thú vị hơn. Hình ảnh từ iPhone 14 Pro có độ sắc nét cao hơn, nhưng mà chỉ một phần là nhờ phần cứng camera 48MP thôi. Còn đâu chủ yếu là do phần mềm xử lý hình ảnh đã tô đậm các đường viền của vật thể lên. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy là phần viền màu đen của các vật thể trong ảnh từ iPhone 14 Pro sẽ dày và đậm hơn rất nhiều so với cả trên iPhone 6S. Trong tiếng Anh người ta gọi đó là độ sharpness. Và tất cả những cái điện thoại thông minh ngày nay, kể cả những chiếc hiện đại nhất như là iPhone 14 Pro thì cũng thường xuyên bị lạm dụng quá mức kỹ thuật này để khiến cho hình ảnh trông có vẻ như là sẽ sắc hơn và nó sẽ nét hơn trong mắt nhìn của đại đa số người dùng. Còn trên iPhone 6S thì mặc dù về độ nét là không bằng, chi tiết trong ảnh không thu được nhiều như là cảm biến của iPhone 14 Pro, thế nhưng mà không hề bị tăng độ sharpness quá cao. Cho nên là với cá nhân mình thì mình thấy hình ảnh như thế này tự nhiên hơn rất nhiều. Nhìn hình ảnh rất là mềm mại và đúng như là những gì mà mắt thường của mình nhìn trực tiếp vậy. Thứ hai là về màu sắc thì mặc dù iPhone 14 Pro có một cái giải nhạy sáng và giải màu là tốt hơn rất nhiều so với cả iPhone 6S. Thế nhưng mà mình thấy iPhone 6S cũng làm tốt ở một điểm, đó là máy không đẩy độ bão hòa của hình ảnh lên quá cao. iPhone 14 Pro và cả một vài đời trước đó đều có xu hướng đẩy độ bão hòa của hình ảnh lên một chút để khiến cho hình ảnh trông nó rực rỡ hơn. Màu sắc như vậy thì trông sẽ nịnh mắt hơn và hợp với sở thích của đại đa số người dùng. Tất nhiên là cá nhân mình cũng thích như vậy. Hình ảnh mà có màu sắc rực rỡ và nịnh mắt hơn thì sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta muốn chụp ảnh và up nhanh lên mạng mà không cần phải hậu kỳ gì cả. Còn ở chiều hướng ngược lại thì mình thấy iPhone 6S lại một lần nữa có màu sắc nhìn tự nhiên hơn và chân thực hơn, giống như là màu sắc mà mắt của mình nhìn được khi mà mình nhìn trực tiếp. Tất nhiên là màu nhìn chân thực quá thì không được nịnh mắt cho lắm và nhìn nó không được long lanh như là ảnh được xử lý bằng phần mềm trên iPhone 14 Pro. Nhưng mà trong một số trường hợp nhất định thì đôi khi mình lại thích quay video và chụp hình có màu sắc kiểu cổ và cũ như là trên iPhone 6S. Chính cái màu sắc này kết hợp với việc hình ảnh có độ chi tiết không được cao cho lắm lại mang đến một cái không khí rất là cổ và chân thực trong hình ảnh từ iPhone 6S. Nhìn nó sẽ hơi giống một chút với cái dạng video VHS ngày xưa như là được quay bằng những cái camera cũ vậy. Và thậm chí là nhiều ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại ngày nay cũng đang có các chế độ để tái tạo lại cái sự cổ điển như thế này. Cho nên mình nghĩ là hình ảnh từ iPhone 6S vẫn có tính ứng dụng nhất định nếu mà đặt vào đúng mục đích sử dụng của người dùng. Các bạn có nghĩ rằng chất lượng hình ảnh từ iPhone 6S vẫn ở mức ổn không? Thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên để lại một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông để nhận thông báo sớm nhất khi chúng mình lên video mới. Mình là Vinh Cuông, cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.